Hello, xin chào. Xin chào anh em đã đến với kênh của Vũ Tô Văn Vũ. Và một buổi chiều mình lại tiếp tục đi rừng nhé anh em nhé. Sáng hôm nay là mình vừa đi phát vườn. Và buổi chiều thì mình tranh thủ để đi rừng. Bởi vì là buổi chiều thì trời nắng, phát cỏ rất là mệt. Thì mình tranh thủ đi cắt vào buổi sáng để buổi chiều là mình đi rừng. Và hiện giờ là mình đã đi đến rừng rồi và gần cái khu bấy rồi nhá anh em nhé. Và mình mời anh em theo mình để trải nghiệm rừng và thăm từng cái bấy, xem là hôm nay sẽ có sản phẩm gì hay không. Thì mình bắt đầu cuộc hành trình. Và cái bẫy dây đầu tiên nó vẫn giữ nguyên rồi, không có kết quả gì rồi. Và đây là cái bẫy dây thứ hai, là cái bẫy dây phanh. Bẫy dây phanh cũng lại móm tiếp rồi. Cái khu bẫy này chính là cái khu bẫy mà dính hàng khủng nhá. Không biết là hôm nay có được em nào nữa hay không, thì sau 2 ngày mình không về thăm rồi. Và đây là cái bẫy dây thứ ba, lại móm tiếp rồi. Và đây là cái bẫy cạm. Cái bẫy cạm cũng không thấy bật. Vậy là móm liên tiếp rồi. Và cái bẫy dây trước mặt nữa nhé. Cái bẫy dây này chính là cái bẫy đã lập chiến công. Lập công to. Và đây một cái nữa nhé. Cái bẫy cạm của mình đã bật nhưng mà không có kết quả anh em ạ, không biết lý do tại sao nữa. Cái bẫy bật mà không thấy có dính em gì nhá, trượt rồi anh em ạ. Không biết là cái bàn bấy nó bay đi đâu rồi. Không biết là nó đạp cái bàn bấy đã bay đi đâu rồi.
Mình không thấy cái bàn bầy rồi. Mình sẽ tạm dừng để mình tìm nhé. Tìm và gài xong để còn đi thăm những cái bầy còn lại. Vậy là mình đã tìm được cái bàn bầy và mình cũng đã biết là thủ phạm là em gì rồi. Đó chính là em gà rừng. Em gà rừng đã nhấm xuống cái bàn bầy và sập và trượt rồi. Và mình sẽ gài lại nhé và đi thăm tiếp một số cái bẫy nữa. Vậy là mình đã gài xong nhé. Và mình tiếp tục đi thăm một số cái bẫy nữa. Vậy là thăm một số cái bẫy thì cũng một cái bẫy cạm đã bị trượt anh em ạ. Đã bị trượt một em gà rừng rồi. Cái bẫy của mình đã vào thú rồi anh em ạ. Hình như bị sổng rồi hay sao ấy. Cái bẫy đã bật. Có lông gà rừng. Và cái bẫy của mình đã bị tuột rồi anh em ạ. Vậy là ồ, vậy là đã bị cá mèo ạ ăn mất rồi anh em ạ. Cũng vừa bị ăn thôi nhé. Mình thấy cái xương chân vẫn còn rất là tươi. Chắc là chỉ sáng nay hoặc là tối hôm qua thôi. Con này gà đực nhé anh em nhé. Con này gà đực. À, cá mèo ăn thật anh em ạ. Nó đã kéo ra đây. Nó đã kéo ra đây và nó ngồi ăn ở đây này. Xương xiếc đây. Xương nhé anh em nhé. Xương này. Nó ngồi ăn ở đây anh em ạ. Đây, cái lông cánh đây. Cái này chắc là từ sáng nay rồi. Bởi vì là sáng nay mình không về thăm sớm, đâm ra là hậu quả là như thế này đây. Cá mèo ăn rồi nhá anh em nhé. Mình đã khẳng định được rồi. Rất là tiếc luôn. Nó đã làm cái bãi này tung hết này. Buồn quá. Và giờ mình sẽ phải gài lại thôi. Cái dây cũng sắp sắp đứt rồi, mình phải thay cái dây khác thôi. Con gà rất là, con này chắc là con gà non thôi, bởi vì là chưa thấy cái cựa nó đâu. Con này gà non, nó ăn nó rút luôn cả cái xương xương chân xương đùi. Và mình sẽ tạm dừng để mình gài lại nhé. Gài lại. Và xuống bên dưới thăm một số cái bẫy nữa. Và mình đã gài xong bẫy nhé anh em nhé. Và mình đã xuống tận tít bên dưới kia để gỡ gỡ thêm một cái bẫy để mình lấy lên đây. Mình đặt ở đấy nha anh em nhé. Đấy, cái cánh nó lấy lên kia ăn. Và khi nó đói nó sẽ lại quay trở về cái chỗ cũ để tìm thức ăn ấy. Thì là nó sẽ phải qua cái lối này. Vì vậy là mình lại đặt thêm một cái ở đấy để
Để hy vọng là nó còn quay lại thì là nó sẽ dính bẫy của mình nha anh em nhé. Và giờ mình sẽ xuống bên dưới để thăm một cái bẫy nữa. Hy vọng là ngày mai sẽ bắt được em nó nhé. Ngày mai mình sẽ quay lại thăm sớm. Vậy là trước mặt mình là một cái bẫy nữa nhưng mà cũng ngại mòm tiếp rồi. Vậy là chỉ còn một cái bẫy dây nữa thôi là hết bẫy rồi. À, một cái bẫy cạm nữa và một cái bẫy dây nữa, nhưng mà không biết là có còn được con gì nữa hay không thì mình sẽ đi thăm hết bẫy nhé. Vậy là cái bẫy của mình ở bên kia móm rồi, chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng nữa thôi là cái bẫy dây nữa thôi. Vậy là cũng lại móm rồi anh em ạ. Cái bẫy dây của mình đã ở trước mặt rồi nhưng mà không có kết quả. Vậy là chuyến thăm bẫy của buổi chiều ngày hôm nay là dính một em gà rừng nhưng mà đã bị hất tay trên rồi nha anh em nhé. Mình đã bị em cáo mèo đã chén trước mình rồi. Vì vậy là chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay là mình bị móm. Và hy vọng vào ngày mai thì kết quả nó sẽ tốt đẹp hơn. Và giờ mình sẽ xuống dưới xe và đi về thôi. Vậy là chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay là không có kết quả nha anh em nhé. Có kết quả nhưng mà bị cáo mèo ăn thì cũng gọi là không được cái gì. Thôi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến thăm bẫy tiếp theo. Chào anh em.